So let's talk about computer first. Computers are electronic machines. We can accept data in a certain form, processing the data, and give the reason of processing in a specific format as information. And computer working, we have two main parts. Is hardware and software. So in a computer, the CPU is the most important component inside the brain of the computer. So I talk more about hardware and software. With hardware, of course, the brain or CPU will be the most important part. As for software, the most important part is the OS, operating system. The second ISO in previous lesson I want to mention is the CPU, the brain of the computer must have something special. So CPU stands for Central Processing Unit. It's an electronics circuitry within computer that execute instruction that make up a computer program. CPU have three main component. It's ALU, an arithmetic logic unit, CU control unit, and the last one is the register. The fundamental operation of CPU is to execute a sequence of store instruction that is called a program. CPU work in a closed cycle, include four steps. Include fetch, decode, execute, and store. That is all I learned about the previous lesson. Okay, thank you, Hoàng Đạt. Good. So I do appreciate what you did at home. Okay, it means that you prepare your presentation at home as well. Right. So time for your presentation is okay, and you are confident to present. Okay, it's good. And you follow presentation format. It's good. Okay, however, I want you to, and I think you covered most content in the previous lessons. So we talked about computers and CPU. It's good. And in your presentations, I want you to improve your pronunciations, and you try to focus to pronounce correctly some words like format, okay, not format, format, định dạng, data, not data, they are data, okay, trying to correct the word data, not data. I am not happy when any student say data because this word is corrected many times. I-N-U, okay, I-L-U, not I-N-U, say I-N-U, and say execute, to hear say execute, okay? So try to pronounce correctly next time, that, okay? And for your conclusion, we just say in short or in conclusions in my presentation today, I focus on some main contents, including CPUs computers and CPU. Okay, thank you for listening. So just enough, that. Okay, are you clear? Yes. Good, thank you. So what about the other ones? Yes, another one. I want to listen another presentation. I can. Yes, please. Good morning. In the code 4.0 era, we cannot have first mentioned computer. This is a high-tech device that has a great influence on people from learning level to entertain. So it became an indispensable companion in today's industrial age. A computer is a machine that can be programmed to carry out sequence
of arithmetic or logical operating automatically. Two main components of computer hardware and software. The most important in the computer hardware is CPU. And in the computer software is OS. CPU stands for Central Processing Unit. It is the brains of computer. Because CPU is an electronic circuitry within computer that execute instructions that make up a computer program. It have three fundamental basic computers, ALU, CU, and register. An arithmetic logic unit perform arithmetic and logic operation. A control unit directs the operation of the processor, tells the computer memories, arithmetic and logical units, and input and output device how to respond to the instruction that have been sent to the processor. Processor register supply operands to the ALUs and store the result of ALU operation. Machine cycle have four steps: fetch, decode, execute, and store. That's all I have to say about the previous lesson. Thank you. Okay, I do appreciate what you did at home. Okay, your presentation is okay, and you mentioned the main content in the previous lesson. Okay, you talked about computers, you talked about CPU, the main fundamental components of a CPU, okay, and the functions of each component, like ANU, CU, and register. It's good. Thank you. And I want you to use more signal words in your presentation, Nhi. Okay? Why? Because if you use signal words like first, or second, next, another, in addition, furthermore, finally, okay, so if you use signal words, so your presentation is much more clearer, and it is much better than you do not use signal words in your presentation. So I hope that next time in your presentation, you should use more signal words. Okay, Nhi, do you understand? Yes. Another thing is you have to pronounce again some words like execute. Okay, execute, it means thực hiện. Execute, okay. Take note, execute. And another one is circuit. Circuit, it means a mic, okay, circuit. Another thing is operand, đoán hạng, okay, operand. Okay, so all the things I want you to improve is adding more signal words in your presentations and pronounce correctly some words, including operand and execute. Are you clear, Nhi? Yes. That's good. Thank you. What about the other ones? I want to listen one more presentation. Who can? No one can. It means that no more students prepare homework. Wow, it's too bad. All right, so now if no students wants to give presentations, so after this class, immediately after this class, okay, hand your presentations in the forms of file, okay. Subfile after this lesson.
and I can get your presentations after at half past nine. Okay, today, half past nine. So we finish our lessons at half past nine, and I can, and I want to get your presentations in the forms of software file after 9:30. This is your homework. You have to finish homework. Okay, if you don't want to present in class, so you have to hand me in the forms of software file. This is your homework. Okay, so now we continue to study. Okay, we continue to study unit 3. Why? Because in unit 3 there are many things relating to computer. Okay, many things relate to computer. So in the previous lesson, we study computers. Okay, you know what a computer is. What? You have a problem with your images. What? There are no. Không có hình ạ. Oh really? No slide. No slide. Không có. Không có luôn. Okay. Just a minute, I can show it again. I already show it. What happened? Do you see it? Yes. Okay. Good. All right, so in the previous lesson, we focused on computers and CPU, okay? And you, all of you guys know what computer is, okay? What a computer is and what basic components of a CPU and the functions of a CPU, okay? That means operation cycle of CPUs, and you know the functions of each component of CPU. All right, so today we move to another part in unit 3. Just a minute.
Okay, so now I want you to look at the readings, okay, inside, you know, what is inside a computer here. So now I want you to read this paragraph. Let me see if it is in the first book or not. You can look at your course book and you turn to page 50H. Em có thể mở giáo trình nhìn trang 58 cho cô. Sẽ có cái bài đọc ở phía trước mặt cô. Okay, in front of you. Okay, so now look at the slide and I want you to translate into Vietnamese, okay? Translate into Vietnamese the first part, okay? So look at the basis and translate, and if you have your translation, okay, turn on your microphone and translate. So now we move to the translation. Để chúng ta chuyển sang phần dịch kem nhé, phần dịch thuật. Đấy. Cô lấy một cái bài này để chúng ta có thể dịch dựa vào những cái phương thức cô giáo dạy ở trên lớp về phần dịch thuật, đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ dịch. Trước hết thì cô để cho các em xung phong đây đã. Sau đó thì cô sẽ gọi nerve. Do you know nerve? Nerve means dây thần kinh. Okay. A microcomputer is the central processing unit or CPU. This unit is built into a single microprocessor chip, an integrated circuit which executes program instructions and supervises the computer's overall operation. The unit consists of three main parts. So translate the first paragraph into Vietnamese. Okay. I can show this. Yes, please. Your name, please. Trung tâm thần kinh của một máy vi tính là đơn vị xử lý trung tâm hoặc CPU. Đơn vị này được xây dựng thành một vi xử lý đơn, một mạch tích hợp, thực hiện các lệnh chương trình và giám sát hoạt động tổng thể của máy tính. Đơn vị đó bao gồm 3 phần chính. Okay, your name please, your name. Phạm Ngọc Thanh ạ. Mm-hmm. Good. Okay, good. Another translation. I can translate. Yes, please. This part, okay. The first part. Translate the first part. Trung tâm thần kinh của một máy vi tính là đơn vị xử lý trung tâm hoặc CPU. Đơn vị này tích hợp thành một chip xử lý duy nhất, một mạch tích hợp, thực thi các hướng dẫn của chương trình và giám sát hoạt động tổng thể của máy tính. Đơn vị bao gồm 3 phần chính. Your name please. Nguyễn Văn Đức ạ. Văn Đức ạ. Okay, Văn Đức. Phạm, no, sorry. Thì Nguyễn Văn Đức, is it? Okay. Yes. All right, thank you. Rồi bây giờ cô sẽ nhận xét luôn và không dịch thêm nữa, bởi vì những cái phần mà dễ là cô sẽ nhận xét luôn, okay. Trong cái phần này, riêng những phần dịch thuật này cô sẽ giảng bằng tiếng Việt thôi. Trong phần này các em vẫn bị sạn. Hai em dịch vừa rồi vẫn bị sạn. Bị sạn ở đâu? Thứ nhất là
Đây, cô muốn các em nhặt cái hạt sạn ở chỗ này ra. Đấy, có những chỗ này thì có em thì đã bị, trong hai em thì có em cũng đã bị như thế. Nhưng nhìn chung đấy là sạn. Đấy, rồi cô muốn các em nhặt ra. Rồi, xin mời một bạn nào đó nhặt cho cô mấy cái hạt sạn này trong cái văn bản của hai em vừa rồi vấp phải. Nào, ok. Em cô ơi, em thử. Yes, please. Em là Dũng, Phạm Dũng. Bộ não của máy tính là bộ xử lý trung tâm hay là CPU? Cái CPU thì được tích hợp vào một vi xử lý duy nhất, một mạch điện tích hợp. Mà nó sẽ thực thi các lệnh chương trình và giám sát hoạt động chung của máy tính. Cái khối CPU được có bao khối CPU bao gồm 3 thành phần chính. Thank you, Dũng. Ok, but you also have one thing which I want you to remove. It is the unit. Ok, em đã nhặt được hai cái này rồi, đúng không? Cô sẽ bỏ đi. Rồi, thì bây giờ em có thể sửa lại cái bản dịch của em và em nhặt nốt cái phần này ra khỏi văn bản của mình. Lúc nãy em dịch trên này là gì nào Dũng? Dũng? Em không nhớ. dịch xong lại không nhớ. Ok. Thành phần. Dịch xong lại không nhớ. Thế có nghĩa là không viết ra, không hề viết văn bản ra đúng không? Đấy. Thế là chủ quan rồi. Phải viết văn bản ra nhá. Các em hầu hết là các em cũng đã biết dịch rồi đấy, đúng không? Đấy. Đã biết với lại cái phương thức dịch thuật và các em cũng đã chuyển dịch được cái văn bản sang tiếng Việt rồi đấy. Thế nhưng mà các em vẫn bị mắc một cái lỗi mà lần nào cô cũng sửa ấy. Tại sao các em lại có cái hạt sạn những trong văn bản của mình ấy? Là bởi vì đấy, là các em ví dụ như Dũng chẳng hạn, đấy là em cứ nhìn em dịch thôi mà không hề biết ra. Nhìn dịch thì mình đâu có biết là mình vừa dịch cái gì đâu, đúng không Dũng? Nếu mà nhìn văn bản dịch luôn, dịch trực tiếp luôn ấy, thì mình đâu có biết là mình nhiều khi dịch xong nó chả biết mình vừa xong mình dùng cái từ đấy là từ nào, có đúng không? Đấy. Thế cho nên là các em sẽ phải viết ra nhé, cả lớp nhé. Dịch trong đầu trước, sau đó các em viết ra. Viết ra xong các em đọc lại cho cô cái văn bản để xem nghe nó có hợp lý không đã chứ? Đúng không? Mình thấy không hợp lý thì người khác cũng thấy không hợp lý thôi. Đúng không? Giờ có muốn một em sửa văn bản của bạn Dũng xem nào, sửa cái từ từ unit xem nào. Cái này chuyển lên. Yes, không cần phải dịch, em chỉ cần sửa cho cô the unit thôi. The unit thì thiết bị. Okay. Thiết bị này gồm có, ok, cảm ơn em. Thế thôi, em chỉ cần dùng cái từ đó là cái từ thiết bị, đúng không? Đấy. Cái này cũng thế, các em nên dịch nó là nếu em không dùng thiết bị thì ví dụ Dũng nói là CPU luôn, đúng không? Bộ vi xử lý luôn cũng được. Đấy. Hoặc là em dịch là thiết bị vi xử lý hoặc là bộ vi xử lý, người ta cũng hiểu đấy là bộ.
đúng không? Rồi thì lúc nãy có một số em thì mẫn dũng mẫn dịch đây là bộ não của bộ vi xử lý là đúng không, bộ não của đúng không, thế cũng được không sai, màu như thế là cũng chỉnh sửa rồi chứ không dịch trung tâm thần kinh đúng không, không dịch thế. Hoặc là các em cũng có thể nói là cái bộ phận quan trọng nhất đúng không, đấy, cái bộ phận quan trọng nhất thế cũng được đúng không, em không cứ nhất thiết phải dùng từ center đúng không, bộ phận quan trọng nhất. Và cái này thì các em sẽ dịch là thiết bị thôi đúng không, hoặc các em có thể dịch là dùng thiết bị là chuẩn rồi, không dịch cái gì cả, dịch thiết bị này gồm có ba phần chính, được chưa? Chỗ này các em làm rõ thêm một chút đúng không, là một cái vi mạch đúng không, đây là một cái vi mạch đơn chứ không phải duy nhất, vi mạch đơn chứ không phải duy nhất đâu, đúng không? Duy nhất nó sử dụng từ the only, đây là đơn đúng không? Chính là một cái mạch tích hợp thế. Ok, so now we move to the next one. The control unit to which examine the instruction in the use program interpret each interpret dịch. Interpret nó không phải là từ chuyên ngành. Dịch. Each instruction encodes the circuit and the rest of the components, disk drive, monitor, etc. to be activated. Cái từ này chúng ta cũng biết rồi đúng không? Kích hoạt. To execute function specified. Tạm thời dịch cho cô đến đây đã. Dịch đến đây. Now, who can translate into Vietnamese? I can. Yes, please. Okay. Bộ điều khiển kiểm tra các hướng dẫn trong chương trình trong chương trình sử dụng dịch mỗi lệnh và nguyên nhân của các mạch và phần còn lại của các thành phần ổ đĩa màn hình được kích hoạt để thực thi chức năng chính được chỉ định. Ok. Your name, please. Thảo ạ. Lại Phương Thảo. Lại Phương Thảo, ok. Lần sau các em dịch, các em nói tên trước nhé, để cô đỡ phải hỏi tên trước. Sau đó các em dịch, ok. Thảo. Yes. Thank you. Another translation. Now, who can? Okay. Yes, please. Bộ điều khiển kiểm tra các lệnh trong chương trình sử dụng, dịch từng lệnh và nguyên nhân của các mạch và phần còn lại của các thành phần như là ổ đĩa, màn hình, được kích hoạt để thực thi các chức năng được chỉ định. Okay, your name is Duy, aren't you? Em là Khánh Duy à? À. Yes, okay. Another translation. Okay. Vũ Đình Phong. Phong, yes, please Phong. Bộ điều khiển kiểm tra các chỉ dẫn trong chương trình sử dụng, diễn giải từng câu lệnh và làm cho các mạch và phần còn lại của các thành phần ổ đĩa màn hình được kích hoạt để thực hiện chức năng được chỉ định. Mm-hmm. Okay, another translation. I can. I translate. Yes. Yes. No, I give the priority to the girl students first. My name is Thơm. Mm-hmm. Em cô là bộ điều khiển thực thi các lệnh của chương trình sử dụng dịch dùng để dịch mỗi lệnh và tác động lên các mạch và các thành phần còn lại như là các ổ cứng, màn hình, vân vân được kích hoạt để thực thi
các chức năng riêng biệt ạ. Thank you. Good. Now, another one, another translation. I translate. Yes, please. My name is Tiến. Quý điều khiển hơi kiểm tra các lệnh trong chương trình, thực hiện dịch từng câu lệnh và làm cho mạch và các thành phần khác như là ổ đĩa, màn hình được kích hoạt để thực hiện các chức năng riêng biệt. Okay. Another translation. Nguyên Đức Tuấn Anh ạ. Yes, Tuấn Anh. Vâng, bộ điều khiển thì làm thực hiện công việc kiểm tra các lệnh đang được chương trình sử dụng, dịch các lệnh và làm cho các mạch và các thành phần khác như là ổ đĩa, màn hình vân vân được kích hoạt và thực thi các chức năng được chỉ định ạ. Okay, thank you. Rồi cô dừng lại đây nhé. Mỗi mà em dịch sau ấy thì đương nhiên là các em sẽ cô đánh giá theo cái cách dịch của các em dựa vào các cái số thứ tự, số lần mà các em bật microphone lên nhé. Thì đương nhiên là những em dịch sau sẽ cô sẽ đánh giá theo cái cách của cô. Đấy, còn những em nào dịch đầu tiên thì cô cũng sẽ đánh giá theo cách của cô. Em nào dịch thứ hai cũng được cô đánh giá theo cái cách của cô. Có nghĩa là vì bây giờ chúng ta là dịch miệng đúng không? Dịch miệng và cả lớp cùng nghe thấy. Thế cho nên là thông thường ấy thì là cô hy vọng là trong quá trình học dịch thuật này thì các em không nên nghe người khác dịch. Không nên nghe người khác dịch. Mà em dịch như nào thì em cứ thế mà dịch thôi, không nghe người khác dịch, sau đó là chỉnh sửa văn bản. Bởi vì là nếu mà các em nghe người khác dịch, sau đó các em chỉnh sửa cái văn bản của người đó thành cái văn bản của mình ấy, thì cái dịch thuật của các em không bao giờ tiến bộ. Đấy, điều đấy là các em phải luôn luôn tránh trong việc học ở trên lớp nhé. Thì trừ trường hợp ví dụ cô bảo các em viết thì mỗi người viết cho cô một câu thì không người nào trùng với người nào. Nhưng mình chúng ta học cái này nó không có, không cho các em làm theo kiểu mỗi người nộp một ý, đúng không? Cho nên là nó khó. Chính vì thế mà cô sẽ đánh giá cái phần văn bản dịch của các em dựa theo cái số lần của các em bật mic nhé. Ok. Cô nói như thế để các em biết rằng thì cô biết rằng có thể một số em cũng không để ý bạn mình vừa dịch cái gì đâu, đúng không? Và các em dịch luôn thôi, đúng không? Thế nhưng mà để đảm bảo cho công bằng cho nên cô vẫn phải nói như thế để cho các em cố gắng. Để cho các em cố gắng. Còn nếu như bây giờ cô bảo các em nó có bật cam lên thì cũng thế cả thôi, đúng không? Đấy. Cho nên các em cố gắng. Ý cô muốn nói là gì? Khi trong quá trình dịch thuật ấy, nếu mà các em muốn là cái phần dịch thuật của mình nó mỗi ngày một tiến bộ ấy, để các em không nên nghe người khác dịch, mà các em sẽ cứ đầu tiên là cô cho thời gian này các em dịch, sau đó các em viết ra, các em viết cái phần dịch văn bản đầu tiên của mình ra thành một cái version 1. Sau khi chúng ta dịch version 1 rồi thì chúng ta đọc lại cái văn bản và sau đó các em sẽ bắt đầu lúc đấy các em dịch hoàn thiện, đúng không? Để lấy điểm. Ok, cô có cái nhận xét như sau này. Đối với em Tuấn Anh này hay là em Thơm ấy, rồi em gì nhỉ? Đấy, thì đối với văn bản dịch thứ hai này, cô thấy các em hoàn thiện hơn so với cái em lúc đầu. Em lúc đầu dịch là em Thành à, phải không nhỉ? Đỗ Minh Thành à, phải không em? Thảo à? À, Thảo à? Thảo, à, cô ghi nhầm trong cái tên của bạn Thành, của Thảo. Đối với phần của Thảo thì em dịch đầu tiên thì cô đánh giá tốt là vì em dịch cái đầu tiên đúng không? Đấy. Thì tuy nhiên thì trong bài của em vẫn còn để nhiều sạn nhé, Thảo nhé, rất nhiều sạn. Thế cho nên là như cô đánh giá thì cái điểm của em chỉ ở mức độ 6 thôi. Nếu mà đánh giá theo như kiểu như là cái câu này là 10 điểm thì em mới đạt được ở 6 thôi. Điều đó có nghĩa là gì? Hầu hết những cái phần chính thì em có hiểu. Tuy nhiên em cần phải chỉnh sửa một số thứ nữa, đúng không? Cần sửa chỉnh sửa nữa. Mà những cái phần của em cũng đã được cái bạn
Cô thấy có em Thơm đấy. Bạn này là cho cô hỏi là Thơm tương tác với cô xem nào. Em có, em nhìn một cái em dịch luôn hay là em có làm theo như cô hướng dẫn là em dịch, em viết ra, sau đó em chỉnh sửa văn bản hay không, Thơm? Em thưa cô là em nghe các bạn dịch xong rồi. À, em nghe các bạn dịch rồi. Xong rồi em à, em thấy hạt dạn và em chỉnh sửa đúng không? Đúng. Thế nhưng mà cái lúc đầu ấy thì em, cái lúc đầu, ngay từ lúc đầu mà khi mà chưa nghe bạn nào dịch ấy thì em có dịch như thế không? Dạ không ạ, em phải chỉnh sửa nhiều ạ. À, thế thì cũng không được đúng không? Đấy thì chính vì thế mà chính vì thế mà cô muốn các em là không nghe các bạn dịch nhé. Bởi vì đây là cô sẽ hướng dẫn các em dịch thuật đúng không? Để tăng cái kỹ năng cũng như là cái khả năng dịch thuật. Thế cho nên là các em đừng có nghe ai dịch làm gì. Bởi vì là cô cũng chưa đánh giá cho bạn ấy điểm đâu đúng không? Mặc dù là cô chưa đánh giá cho điểm gì. Thế nhưng mà rõ ràng là các em vẫn cứ nghe các bạn khác dịch. Thì như thế thì nó có, theo như cô đánh giá thì đấy không phải là của mình, đấy không phải của mình. Thì thà là các em không nghe người khác nhưng cái bài dịch của các em, ví dụ như đây này, ví dụ chẳng hạn như các bạn đầu tiên đấy, các bạn Thảo chẳng hạn, cô cho bạn ấy 6 điểm chẳng hạn đấy, thì thà còn hơn là các em được đến 9 điểm mà các em nghe người khác dịch, các em chỉnh sửa đúng không? Các em cố gắng nhé. Rồi. Thế thì nhưng mà cô ngược lại thì cô cũng có đánh giá cái bạn Thơm này ở chỗ là gì? À, nghe bạn dịch và biết được là có những cái hạt sạn, thế là cũng là quý em nhé. Đấy. Nghe bạn dịch mà tìm ra được những cái hạt sạn ấy thì cũng là đáng quý. Thì cô thấy em chỉnh sửa cái văn bản của cái bạn Thảo ấy như thế là ổn. Bởi vì tại sao một số em ấy dịch đến đây là thôi tịt rồi, đúng không? Đấy, đến cross nó làm cho các mạch và một các phần còn lại, các cái bộ phận còn lại như là ổ đĩa, như là màn hình, đúng không? Và lại quên mất cái này. Đúng không? Quên mất cái này. Nếu như mà các em chỉ có làm cho thôi nó đâu đủ ý đâu, làm cho các cái mạch và các cái bộ phận còn lại như là ổ đĩa hoặc là màn hình vân vân và vân vân, đúng không? Thực hiện cái chức năng đã được xác định đấy, ví dụ như thế, một số em dịch như thế. Thế nhưng mà ở trong trường hợp này cô thấy bạn Thảo bạn đã sử dụng được hai từ, một là bạn sử dụng được cái to be activated cũng giống như em Tuấn Anh ấy, đúng không? Đấy. Ở thứ hai nữa là bạn ấy sử dụng được cái từ này, bạn chữa, bạn ấy sửa lỗi cho cái văn bản đầu tiên ấy, specify, tức là chuẩn rồi đấy, cô cho rằng là chuẩn. Chức năng chuyên biệt nhé, chúng ta không dịch là chức năng đã được xác định. Chức năng chuyên biệt, chức năng riêng, chức năng chuyên biệt đấy, đúng không? Cho nên là trong trường hợp này các em sẽ dịch là gì? Khối điều khiển, đúng không? Các em dịch, nên dịch là khối điều khiển. Trong cái CPU nó gồm có 3 cái thành phần. Đúng không? Thành phần thứ nhất là ALU, thành phần thứ hai là CU, thành phần thứ ba là register đấy. Trong trường hợp này các em dịch là bộ phận là ổn rồi, đúng không? Bộ phận. Em dịch thành phần cũng không sao. Nhưng mà nên dịch là cái bộ phận và các em dịch là khối, khối điều khiển thì là hay hơn, đúng không? Khối điều khiển. Đây này, hôm trước cô dạy thế này này. Đây nó là phụ thôi nhá. Tuy nhiên các em vẫn dịch vào, không sao. Bởi vì cô bảo dịch văn bản này, không sao. Nhưng đây nó chính là mệnh đề quan hệ không xác định, cho nên nó không cần thiết cho cái nghĩa của cái câu này. Đúng không? Mà cái quan trọng ấy là nó là interpret này, nó causes này, nó causes cái gì? Nó causes cái, nó interpret cái each instruction, sau đó thì nó causes. Causes cái gì? Nó causes the circuit và cái the rest of the component. Đúng không? Để mà to be activated. Đúng không? Rồi để cho mày execute the function, function nào? Function specified. Đấy. Phân tích trong bản dịch nó là như thế. Đúng không? Chứ còn cái này người ta giải thích thôi mà. Đấy. Control là kiểm tra các cái chỉ dẫn trong chương trình sử dụng. Thì các em dịch cũng được, các em dịch cũng không sao. Trong quá trình các em đọc văn bản ấy, để mà các em lấy nội dung chính ấy, thì cái ý này các em có thể bỏ qua. Không quan tâm, không cần quan tâm. Nếu mà trong cái phần summarize của các em về một cái vấn đề gì đấy thì cái phần này là phần phụ, ý phụ các em chẳng cần phải summarize và là không cần phải tổng kết đâu, đúng không? Đấy, cho nên trong trường hợp này các em dịch là dịch, đúng không? Biên dịch, interpret, biên dịch mỗi một chỉ dẫn và làm cho, đúng không? Các mạch và các thành phần khác, chẳng hạn như ổ đĩa và màn hình vân vân được kích hoạt, đúng không? Để thực hiện chức năng chuyên biệt. Đó, cho nên là các em chú ý nhé. So now we move to ALU.
Chúng ta chuyển sang phần ALUs. We perform mathematical calculation and logical operation. The register, which are high-speed units of memory used to store and control information. One of these registers is the program counter, which keeps track of the next instruction to be performed in the main memory. Another is the instruction register, which holds the instruction that is currently being used. Currently là hiện tại. Hiện nay, hiện tại, đúng không? Rồi, xin mời các lớp dịch cái đoạn này cho con. Xem là cái. Yes, please. Trần Đức Toàn. Đơn vị logic số học ALU thực hiện các phép tính toán, các phép tính toán học, cộng trừ vân vân và các phép toán logic và hoặc vân vân. Thanh ghi là đơn vị tốc độ cao của bộ nhớ, được sử dụng để lưu trữ và kiểm soát thông tin. Một trong những thanh ghi này là bộ đếm chương trình PC theo dõi lệnh tiếp theo sẽ được thực hiện trong bộ nhớ chính. Một thanh ghi khác là thanh ghi lệnh IA chữ ở hướng dẫn đang được thực thi. Okay. Thank you, Toàn. Another translation. Okay. Yes, please. Hoàng Thị Hương. Người tôi thắng. Người tôi thắng, first. Thắng. Đơn vị logic số học ALU thực hiện các phép tính toán học, cộng trừ vân vân và các phép toán logic và hoặc. Các thanh ghi là đơn vị bộ nhớ tốc độ cao được sử dụng để lưu trữ và điều khiển thông tin. Một trong những các thanh ghi là bộ đếm chương trình PC theo dõi lệnh tiếp theo sẽ được thực thi trong bộ nhớ chính. Một thanh ghi khác là thanh ghi lệnh AO chứa lệnh hiện đang được thực thi. Yeah, em tên là Thắng đúng không? Thắng, Lê Tất Thắng đúng không? Yes. Ok, đấy, con mời mà em nữ, bạn nữ vừa rồi đấy, bật mic đấy. Hoàng Thị Hương ạ. Hương. Khối logic số học ALU là thực hiện các phép tính toán học, các phép toán logic và hoặc vân vân. Các thanh ghi là đơn vị bộ nhớ tốc độ cao được sử dụng để lưu trữ và điều khiển thông tin. Một trong những thanh ghi này là bộ đếm chương trình theo dõi lệnh tiếp theo sẽ được thực hiện trong bộ nhớ chính. Một loại khác là thanh ghi lệnh chứa lệnh đang được thực thi. Ok, thank you. Rồi, cô sẽ dừng lại đây. Nhìn chung là cô thấy các em đã hiểu văn bản đấy, đúng không? Ở trong phần này chúng ta thấy người ta nói lên... thì bây giờ cô sẽ hỏi tiếp nào. Cô sẽ hỏi tiếp một em trả lời cô nha. Em Nguyễn Văn Linh nè, Linh có đó không? Có. Ok, Linh trả lời cô nè. Theo em ấy, trong cái đoạn văn này có bao nhiêu nội dung chính? Và đó là nội dung nào? Nội dung chính nào? Câu đầu tiên, đơn vị số học ALU thực hiện các phép tính toán và các phép logic. Nói tiếp. Thứ hai là thanh ghi này là đơn vị bộ nhớ tốc độ cao được sử dụng để lưu trữ và điều khiển thông tin. Thứ ba là một trong những thanh ghi này là bộ đếm chương trình PC theo dõi lệnh tiếp theo sẽ được thực thi trong bộ nhớ chính. Thì cuối cùng là một thanh ghi khác là thanh ghi lệnh chứa lệnh hiện tại đang được thực thi. Thế thì nếu như bây giờ cô bảo cả lớp mình summarize cái đoạn này vào,
đúng không? Coi như là các em gọi như là tóm tắt cái nội dung chính của cái đoạn này thì chúng ta tóm tắt như thế nào nhé. Xin mời cả lớp gồm có các cánh tay giơ lên. Đấy, nó dài như thế này đấy, nhưng mà đã tóm tắt là chỉ nói cái ý chính thôi. Bây giờ chúng ta sẽ định tóm tắt cái nội dung của cái paragraph này như thế nào. Mình tiện thể hôm nay là ôn lại cái phần dịch thuật là cô sẽ hướng dẫn một cách cụ thể cái văn bản để các em có thể tóm tắt nội dung chính nhé. Tóm tắt những nội dung chính. Đấy, đọc xong cái đoạn này thì cần phải nắm những cái ý chính nào. Nó có những tập trung vào những ý chính nào. Nào, xin mời, ai biết. Dịch rồi nhá, đấy là còn chưa kể là còn chưa, lẽ ra là chưa dịch, cô đã bảo các em tóm tắt rồi đấy. Nhưng bây giờ các bạn đã cũng đã dịch rồi đấy. Dịch rồi mà lại còn bây giờ không biết tóm tắt nữa thì chết dở, hỏng. Dịch trôi chảy như thế này rồi xong lại vẫn không biết tóm tắt đã có những ý chính nào thì không được nhá. Đọc văn bản là phải hiểu nội dung chính của nó là cái gì, tập trung vào cái gì thôi. Người ta viết dài, viết nhiều kệ người ta đúng không? Nhưng mà quan tâm nếu mà đã nói là summarize thôi thì chỉ tóm tắt những cái điểm cực kỳ nổi trội lên trong cái văn bản này thôi. Chứ tóm tắt làm sao các em viết dài được đúng không? Nào, ai tóm tắt được, khẩn trương nghe đấy các em, dễ mà. Dịch rồi mà bây giờ không tóm tắt lại được thành một vài ý nữa thì không được nhỉ. Thôi thì giờ cô giúp ai nào, giờ mời em. Em Tiến ạ. Tiến ạ. Ở đoạn này thì nói về ALU, sau đó nói về thanh ghi và hai thanh ghi tiêu biểu. Đúng rồi đấy, chỉ cần hiểu như bạn Tiến thôi. Cả cái đoạn văn này nó chỉ nói được mỗi hai vấn đề, đúng không? Thứ nhất là gì, nó nói đến cái khối logic số học ANU, và thứ hai là nó nói đến các thanh ghi của cái bộ vi xử lý mà thôi. Có mỗi thế rồi đấy, đúng không nhỉ? Đấy, rồi bây giờ chúng ta lại lần lượt chúng ta lại khai thác thêm một chút nữa. Thế thì đấy là những cái ý lớn. Thế bây giờ những cái ý nhỏ thì theo các em thì đây là trong hai cái ý lớn rồi. Khi các em học thì các em thường nếu mà các em học offline ấy, thì bao giờ cô sư cũng bảo các em tóm tắt cái nội dung bài học hoặc là văn bản của các em theo sơ đồ. Các em biết là bây giờ học theo sơ đồ ấy, không phải bây giờ mà luôn luôn là như thế. Nhưng ví dụ như đối với cô là cô áp dụng cái việc mà học theo sơ đồ từ thời cô là sinh viên, cô đã sử dụng cái đấy rồi. Cô đã sử dụng cái cách học đấy rồi. Bởi vì là cũng chả ai bảo đâu, thế nhưng mà cô đọc và cô thấy cái cách đấy cô làm nó rất là có hiệu quả, thì cô cũng truyền đạt cho các em luôn. Các em cứ để ý mà xem học những cái gì mà nó, ví dụ như đặc biệt là những, kể cả những cái môn mà cái cách học này, kể cả đối với những cái môn mà ví dụ như tư tưởng Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hay là các em học triết các thứ đấy, là nhiều em sinh viên là các em ngao ngán những cái bộ môn ấy lắm đúng không, bởi chỉ toàn những là chữ thôi đúng không. Thế nhiều khi nhớ nó khó nhớ lắm đúng không? Đấy. Thế nhưng mà nếu mà các em mà học mà các em muốn tóm tắt cái thông tin theo sơ đồ ấy thì các em nhớ rất là lâu, rất khó có thể xóa được cái bộ nhớ đấy trong đầu của các em đi. Ví dụ chẳng hạn trong trường hợp này cô hướng dẫn các em nhé, trong trường hợp này ấy, nếu có vào tổng kết ấy, thì summarize ấy, thì các em chỉ nêu hai nội dung chính thôi. Nếu các em coi như đây nó là một chủ đề, đúng không? À, đây nếu mà chúng ta gọi đây nó là một chủ đề thì chúng ta hiểu đây nó là một cái components of CPU đúng không? Chủ đề của cái này là components of CPU đúng không? Đấy. Tạm thời là cô đang nói ở cái đoạn số 2 này là cô nói thế. Thế nhưng nếu mà kể cả cô kéo dài lên tận control unit này thì cả cái này chúng ta sẽ tóm tắt luôn, đây nó là cái đây nó sẽ là component of CPU đúng không? Thế nhưng bây giờ cứ cho gọi là cô bỏ cái phần CPU đi, cô bỏ, chúng ta, cô đang nói chúng ta summarize cái đoạn này cả lớp nhé. Thì cái chủ đề này của chúng ta ấy thì chúng ta vẫn gọi nó, chúng ta đặt tên cho nó, cái đấy là components, some components of CPU.
Sau khi chúng ta đọc cái nội dung chính, chúng ta hiểu nội dung chính của cái này rồi, thì chúng ta sẽ thấy là nó có hai nội dung chính, cho nên các em sẽ tách ra, các em sẽ tách ra thành cái nội dung chính thứ nhất. Các nội dung chính thứ nhất là các em có thể viết ở phía bên trên này. Cô không biết vẽ nên cô trình bày nó hơi khó, thì nếu mà viết bảng thì cô viết tay thì nó dễ hơn, nếu con dùng máy tính này cô không thành thạo lắm trong vấn đề vẽ hình, thì cô chỉ giảng bằng miệng thôi, cả lớp nghe nhé. Thế chẳng hạn như các em đặt đây, chẳng hạn như đây cô cho con này, chẳng hạn như đây là cái tờ giấy của các em chẳng hạn thế, ví dụ phía bên trên này là cái câu đầu tiên, cái phần đầu tiên các em viết ở giữa, đúng không? Các em viết ở giữa, các em ghi ở đây là sum component of CPU, đúng không? Sau đến cái chỗ này các em tách ra một nhánh này, nội dung chính thứ nhất là các em dùng ALU. Đấy, nội dung chính thứ hai các em tách sang một nhánh nữa là register nhá. Thế thì có nghĩa là nhìn vào cái sơ đồ này các em thấy là gì? Nó sẽ tập trung vào hai nội dung chính. Thế thì như bạn Tiến vừa làm ấy là bạn ấy đã làm được cái nhánh thứ nhất và bạn ấy tìm được cái nhánh thứ hai. Tức là để tìm được để đọc một cái văn bản nó để xác định ra có bao cái nhánh này, có nghĩa là đấy là các cái nhánh nội dung. Thế vậy trong cái văn bản này nó gồm có hai nội dung chính, nội dung thứ nhất là ANU, nội dung thứ hai là register, đúng không các em? Sau khi các em thấy cái nhánh rồi, nếu mà cô muốn bảo các em khai thác thêm thì bây giờ đối với cái nhánh ANU thì chỗ này là concept, các em ghi dưới là các em ghi xuống dưới mũi tên đầu tiên xuống dưới. Ví dụ các em nhánh này, anh em các em rẽ từ đây xuống ra đây, từ đây nó sẽ là ANU. Và đến ANU các em khai thác ở đây thì chủ yếu nó là definition thôi, nó là khái niệm, đúng không? Và các em ghi concept ở đây là khái niệm của cái ông ANU là đủ. Thế còn sang cái nhánh thứ hai, các em tách sang cái nhánh thứ hai tức là register. Thì ở trong register này, đúng không? Thì nó không chỉ có mỗi register không. Và nếu các em nhìn vào văn bản này, thì các em sẽ nhìn thấy nó đề cập đến các em có vẽ tiếp thêm một cái nhánh nữa, đúng không? Đến chỗ này các em tách ra cái chỗ này nó thành một cái nhánh register, thì bây giờ trong register thì các em phải tách nhỏ ra, đúng không? Nó có những cái ý nhỏ, không khác gì các em viết một đoạn văn thì các em phải có câu topic sentence, sau cái câu topic sentence là nó có supporting idea, đúng không? Nó sẽ có những cái ý hỗ trợ. Thế thì trong trường hợp này chúng ta nhánh thứ hai là register, thế bây giờ trong nhánh register thì các em sẽ tách ra thành những cái ý nào? Thành có hai ý, đúng không? Trong cái này, trong register người ta nêu lên hai cái thanh ghi, đó là thanh ghi thứ nhất là program counter và thanh ghi thứ hai là thanh ghi instruction register. Cho nên nếu mà viết sơ đồ thì các em tách sang cái nhánh thứ hai là register, xong trong register, đúng không? Các em tách ra nhánh thứ nhất, cái chân thứ nhất của nó đó là program counter và cái nhánh thứ hai ở đây là instruction register. Đúng không? Thế còn lại đến cái nhánh sau khi chúng ta đã tách ra cái nhánh PC và nhánh IIR vào đây, đúng không? Tức là bộ đếm chương trình và cái thanh ghi lệnh rồi. Thì cái chỗ này các em sẽ, nếu mà các em muốn chi tiết nữa ở phía dưới thì các em chỉ ghi là trong trường hợp này nó là gì? Nó chỉ là definition thôi. Đúng không? Hiểu thế nào là bộ đếm chương trình, đúng không? Và hiểu thế nào là instruction register. Cả lớp hơi hiểu chưa nhở? Đấy nhá, đấy là cái cách cô giáo hướng dẫn và các em cứ tuân theo cái cách này đi. Còn tuy nhiên mỗi người có một cách học, nhưng cô thấy cái cách học này nó rất là hiệu quả, đặc biệt là trong tắt văn bản tiếng Anh này này. Đấy, cô thấy áp dụng trong mọi môn học. Đấy, nhưng mà đặc biệt là khi các em dịch thuật này, những em mà chúng ta đang học dịch thuật đọc tiếng Anh chuyên ngành này này, và cái điều quan trọng mà cô bảo các em tóm tắt các bài đọc, đúng không? Rồi là tóm tắt các đoạn văn, thì cái sơ đồ này nó rất là hữu hiệu. Các em chỉ nhìn vào sơ đồ này thì các em chỉ gạch vài cái gạch thôi, là cái nhìn vào đấy là các em có thể diễn đạt toàn bộ cái thông tin của cái đoạn văn đấy, hoặc là toàn bộ thông tin của cái bài đọc đấy bằng tiếng Anh, và các em hoàn toàn có thể thuyết trình một cách rất dễ dàng. Nhìn vào sơ đồ các em thuyết trình dễ dàng hơn rất nhiều, đúng không? Đấy, ví dụ như chẳng hạn như thế này, chẳng hạn trong trường hợp này chúng ta thuyết trình, bây giờ cô bảo là chúng ta thuyết trình cái bài này. Thuyết trình cái bài này chẳng qua là gì? Nói lại nội dung chính của cái đoạn này bằng lời thôi. Chứ còn thực chất mà nói lên đây nó là cái phần summarize thôi mà, đúng không? Nó là cái phần tổng kết thôi. Thế vậy trong trường hợp này thì các em sẽ thấy là nếu mà cô tính cả control unit này thì các em sẽ ghi ở cái topic của trên này nó là gì? Components of CPU. Cái nhánh thứ nhất là CPU, nhánh thứ hai là ANU, nhánh thứ ba là register, đúng không? Đấy. Đối với nhánh thứ nhất thì các em có một cái chân thứ nhất là definition, nhánh thứ hai
của ANU, các em cũng definition nhánh thứ ba, các em có register thì có hai cái chân, chân thứ nhất là PC, chân thứ hai là IR, đúng không? Với trong phần đối với chân PC thì các em ghi definition và cái chân của IR các em ghi definition vào. Thế còn khi mà các em thuyết trình thì các em cứ nhìn vào cái phần các em tách các cái nhánh ra để các em thuyết trình thôi. Đấy, ví dụ chẳng hạn các em nói là gì, some components of CPU including, đấy, ví dụ chẳng hạn trong cái bài thuyết trình này tôi sẽ nói về một số các bộ phận của CPU. Các em nói in my presentation, in my short presentations I want to talk about CPU including, bao gồm trong phần introduction bao gồm cái gì, CU đúng không, ANU and register. Thế là cái phần này là các em vừa nói cái phần introduction của em và đồng thời các em cũng nói cho cái người nghe audiences là biết là em nói về cái gì và em tập trung bao nhiêu nội dung chính của cái phần presentation của các em. Thế sau khi chúng ta giới thiệu rồi thì em sẽ lần lượt vào so what is the CU, CU is. Đấy, thì sau đó thì em nhưng mà muốn nói cái này thì các em sẽ sử dụng cái signal word. Thì ví dụ các em có thể nói là the first component of CPU is the control unit. So what is a control unit? A control unit is the unit which, đấy, các em đọc cái này. Em nói mấy cái, đúng không? Which the interpret each instruction và causes the circuit and the rest of the components. Thế thôi, đúng không? Không cần phải chữ đích hay là driver và gì cả. To be activated to execute the functions specified. Đấy, nếu các em thuyết trình, các em nói như thế. Đúng không? The second component of CPU is ANU. Xong các em cũng nói như thế. Em có ý như các em nói CU ấy. And the last component of CPU is the register. Đấy, trong register, trong bài thuyết trình của em, in the register, I focus on two register, including PC and IR. Thế thôi, đúng không? Trong phần, trong cái bộ phận của trong cái thành phần thanh ghi thì tôi sẽ tập trung nói đến cái thanh ghi PC và thanh ghi thứ hai là thanh ghi IR. Đấy, thì em có thể nói chi tiết thêm PC nó là cái gì hay IR là cái gì thì em lại tiếp tục em thuyết trình, đúng không? Nếu mà các em nhìn vào sơ đồ thì các em thuyết trình rất là dễ, và vì các em thuyết trình thế dễ và các em sẽ sử dụng các cái signal word thì cái bài thuyết trình của em rất là clear, nó rất là trọn vẹn, rất là clear, đúng không? Đấy, cùng một lúc là cô hướng dẫn cho các em cách summarize một cái đoạn văn, hoặc cao hơn một đoạn văn sẽ là một cái reading, cao hơn một reading sẽ là một unit. Để các em cứ lần lượt như thế để các em có thể tìm được những nội dung chính và các em dịch nó sẽ rất là dễ, đúng không? Rồi sang cái phần phía dưới là các em không cần phải dịch. So we move to the. Rồi bây giờ cái phần tiếp theo nhé, cái phần tiếp theo của cái bài dịch này thì thôi, cô chỗ này cô không hướng dẫn các em dịch cái phần tiếp theo nữa. Chúng ta vì cái phần này chúng ta cô quan tâm đến các cái thành phần quan trọng của CPU, cho nên cô cho các em dịch cái này. Còn cái bài tập của cái bài này thì cả lớp về nhà làm cho cô nhé, cả lớp về nhà làm cho cô cái bài đấy. Đợi cô một tí rồi nào. Rồi bây giờ nếu mà nhìn tổng thể trên này thì các em sẽ thấy là cả lớp nhìn là các em có thể chụp cái này hoặc không tùy các em. Ok, so computer parts hoặc là computer parts chỗ này chỉ là các em ghi vào cũng được hoặc các em chụp vào cũng được. Ok, so a computer is consists of two main parts, hardware and software. So in hardware, the most important one is the CPU, and in software, the last one is the operating system. Okay. So in hardware, we focus on input devices, output devices, storage devices, control unit, okay, central processing unit, arithmetic logic unit, and memory. Memory đây nó chính là register thôi, gì đó, đúng không? Các em chụp thêm cái này cho cô, operation mode, operation method, các phương pháp hoạt động. Memory, CPU, IO tức là viết tắt của input và output. Tiếng Anh có từ peripheral, thiết bị ngoại vi, hôm trước em biết rồi đúng không? Đấy. Instruction, các lệnh này, đúng không? The structure hay là architecture. Đấy. Cấu trúc.
Tạm thời là như thế, một số những cái điều nó liên quan đến đến computer. Và vì cái giáo trình này ấy, nó cái phần giáo trình này ấy, đang viết bài độ 4 lại học là foreign lại học là programming language. Thì cho nên là cô sẽ dạy cái bài 4 sau các em nhé. Bây giờ cô sẽ dạy sang bài 5 luôn. Bởi vì bài 5 nó sẽ liền kề luôn với cái bài số 4, cho nên là cô sẽ dạy bài 5 trước và cô sẽ dạy cái phần bài số 4 sau cả lớp nhé. Cho nên bây giờ cả chúng ta chuyển sang bài 5 cho cô. Cả lớp ghi cho cô nhé, bài 5, em ghi bài 5 cho cô. Bởi vì cô muốn dạy bài 5 trước rồi. Cô sẽ bài 5 trước bởi vì nó liên quan đến computer. Chứ đang bài 3 computer, tự dưng bài 4 này programming language, xong đến bài 5 lại computer, đúng không? Thế cho nên là chúng ta sẽ học cái phần bài 5 luôn. Bài 5 trong giáo trình của các em, tiêu đề của bài đó là Computer Hardware and Software. Okay, the topic in Unit 5 is Computer Hardware and Software. So now, look at the image in front of you and I want you to answer the questions directly, okay? You don't need to prepare. So according to you, what type of hardware devices do you know? What type? Em nghe câu hỏi của cô nhé. What type of hardware devices do you know? I know. Please, what is it? Hardware. Yes. No, it's RAM. Hard disk, monitor, keyboard, không phải keyboard, RAM, mainboard, CPU, về graphic, đó. Ok, so Chí Dũng, Văn Dũng. Yêu ai Chí Dũng và Văn Dũng? Không phải Văn Dũng ạ. Đức. Đức à? Văn Đức à? Chí Dũng. Chí Dũng. Ok, các em cố gắng là cần nói rõ cho cô nhé, bởi vì là cũng có lúc cô nghe không rõ. Chí Dũng. Ok, one tick from me. Now another answer please. My question is, what type of hardware devices do you know? What type? Phúc, please, Phúc. Monitor. Bảo Phúc có biết Phúc? Bảo Phúc có biết Phúc? Bảo Phúc ạ. Bảo Phúc. Yes, please, Phúc. Mouse, printer. Hết ạ. Ra sổ. Another answer, please. I can answer. Yes, please. Trung Ngọc. Trung Ngọc. Yes, Trung Ngọc. I think there are two types of hardware device in here. Input device and output device. Input device and output device. Thank you, Sư Ngọc. Another answer. Thank you. Yes, please, Phương Anh. I think three. What are they? Input device, output device, and storage device. Yes, okay, that's correct. Thank you, so you guys. So my question is, what type of hardware devices do you know? Em biết được những loại, đúng không? Em biết được những loại thiết bị phần cứng nào, loại nhá, nó rộng hơn. Ví dụ các em nói lúc nãy các em nói là RAM hay là các em nói là các em nói cái gì nhỉ? Keyboard hay là các em nói là cái gì đó, thì cái đấy nó nhỏ nhỏ. Ở đây câu hỏi của cô rộng hơn, nó là what type of hardware devices do you know? Em biết được những cái loại thiết bị phần cứng nào? Okay, so I do agree with Phương Anh. There are three main types of hardware devices, including output devices, input devices, and storage devices. Em take note vào cho cô nha. Okay, so hardware devices. Output devices, input devices, and storage devices.
And now I have a question for you. The first one is, what is an output device? What is it used for? How many output devices do you know and what are they? Okay, so now 4 minutes for you. Nhận được câu trả lời của em Dũng với em Phạm Văn Dũng. Ok, now, your time's up. Who can answer question one? Can I answer question yes. one? Please, please. Khánh Duy ạ. Uh-huh.
An output device any part of computer hardware equipment which convert information into a human perceptible form or history into physical machine readable, readable for you with other non computerized equipment. Mm-hmm. So what is an output device used for the output? To output. Outputting. It can be like it can be like graphic, text, audio or video. Yeah. So what output devices do you know, Zui? I know output have four. Four. What are they? It's visual, data, print, and sound. Printer. Is it? Okay. Yes. So what is a printer used for, Zui? What is it used for? Okay, you can answer my question later. Okay, it's good. Can you see another answer, please? Hi, teacher. Can I answer? Yes, of course. My name is Viet. Viet, yes. Please, Viet. I think an output device is a any piece of computer hardware equipment, and it's used for convert information into a readable form that human can read and understand mm-hmm. the information. That's good. Thank you. It can be text, graphic, audio, or video. Yes, video. Yeah. So now, give me an output device. An example. That's why. Yes. Monitor, speaker, monitor. And headphone. I think. Okay, so monitor. So what is a monitor used for? It's used for display the information. Good. How about speaker? And, yes, speaker can speaker? Yeah, speaker can play some sound music. Mm-hmm. Yeah. Yes, it is used for outputting sounds and sounds. Yes. Is it? Thank you. Yeah. Good. Okay. Thank you. Thank you. Another one. Viet Anh. Yes, Viet Anh, please. An output device, a piece of computer hardware. It's used to receive data from a computer and then translate that data into another form. That form may be audio, visual, textual, or hard copy, such as a print document. Mm-hmm. Good. So, give me an input device. Output. Yes, sorry. Give me an output device. Headphone. Headphone. Okay. So what is a headphone used for? It's used for output sound, but you can use to yourself and can be. Yes, good. Thank you. So Vũ Đình Phong, I can get your image here. Thank you, Mrs. Phong. Phong has just give me some output devices. Yes, thank you, all you guys. So now we'll move to the next one. An output device is a peripheral used to show the result of the data after processing, or it is any piece of computer hardware equipment which converts information into a human readable form. It can be text, graphic, tactile, audios, and videos. Okay. Em có thể chụp cái này vào cho cô. Đây là khái niệm về output device.
Rồi một em dịch cho cô nào, em dịch nhanh nhé, để chúng ta chuyển nhanh ra đang học không chúng ta học chậm ấy nào. Cô cần một em dịch, em gọi tên thôi nhé. Cao Quốc Hưng, Cao Quốc Hưng dịch cho cô xem nào, hiểu thế nào là thiết bị ra nào, thiết bị xuất, người ta gọi là thiết bị xuất, hiểu thế nào là thiết bị xuất nhỉ? Hưng, Hưng, Nguyễn Thành Hưng, Hình Hưng hôm nay nghỉ mất rồi. Em Trần Lê Trường Giang đi. Giang hôm nay cũng Lê Trường Giang. Lê Trường Giang nghỉ rồi nhỉ. Nguyễn Quang Dương đi. Quang Dương có ạ. Rồi Dương dịch cô xem nào. Hiểu thế nào là thiết bị xuất nào. Thiết bị đầu ra là một thiết bị ngoại vi được sử dụng để hiển thị kết quả của dữ liệu sau khi xử lý. Tốt, tiếp theo. Hoặc nó là bất kỳ phần nào của thiết bị phần cứng à, hoặc nó là bất kỳ thiết bị phần cứng nào có thể chuyển đổi thông tin hình dạng con người có thể đọc và hình dung được. Nó có thể là văn bản, đồ họa, xúc giác, âm thanh và video. Ok, good. Ok, đã hiểu như thế được rồi. Nó chuyển thông tin thành dạng đúng không? Chuyển cái thông tin đấy thành một cái dạng mà chúng ta con người có thể đọc được. Đấy, thông tin đấy có thể là văn bản, có thể là đồ họa, có thể là xúc giác, có thể là tiếng, có thể là video, đúng không? Hình. Ở trên này em dịch là, chỗ này em dịch nó là thiết bị xuất nha em nhé. Thiết bị xuất. Ok, so sometimes output devices, đây chúng ta có thể kể tên một số những output devices. Các em có thể take a picture of the slide, monitor, printer, headset hoặc là headphone, speaker, projector. Tất cả cái này nó thuộc về output device và còn nhiều nữa cơ, ít nhất là như thế. Ok, so now we move to input device. Input devices. So I have the same question for you. What is an input device? How many input devices do you know and what are they? What do you use them for? Okay, so now 4 minutes for you now. Trong khi cô đợi các em trả lời, cô muốn xem nào, có một số em lúc nãy đến muộn không biết là đã vào lớp chưa. Đây, em Lê Trường Giang đến chưa nhỉ? Em Chu Hữu Huy chưa tới đâu, Thành Hưng, em Dương Đức Mạnh, Lê Duy Mạnh. Nguyễn Đức Mạnh. Đấy là những em mà đến bây giờ cũng chưa thấy đâu cả. Yeah, I think this question is not difficult for you at all. Okay, so who can answer question 5? I can. Yes, please. Chung Ngọc, please. No. And, I'm in advice for your any customer device and
data to computer allow to interact with and control it. Good. So what input devices do you know now? Keyboard, is it? Yes, keyboard and a mouse. And what? Mouse. Mouse, okay. So what is a mouse used for? What is a mouse used for? Mouse used for to control and I think it's controlled by the controlled computer and moving control. Okay, it is used for moving control, is it? Yeah. Okay, and beside mouse, what other input devices do you know? Keyboard. Sorry, what is it? The keyboard and Keyboard. So what is the keyboard used for now? I think keyboard used to enter character in computer. Okay, this is used for input data into the computer. Is it right? Yes. Thank you. Another answer, please. Another answer. Thank you. Wow. Now, who can answer question 5, 6, 7, and 8? Hi, teacher. Also, yes, please. My name is Viet. An input device is a piece of equipment used to provide data and control signal to computer. To a computer. Yes. Yeah, good. That's all. So what input devices do you know? For example, it's keyboard, mouse, scanner, camera, and a microphone. So what is a microphone used for? It can record my voice or any sound my environment. Yes, okay, good. It is used for inputting sound, is it right? Yes, of course. Yes, thank you. Good. Another answer, plus another answer. Today, many students are in bad skill. Many students are in bad skill assessment. Don't let yourself be in bad skill assessment. Now, plus. If you are not quick enough to turn on your microphone, you can take your answer in the chatting box. Can I answer? Yes, please. But I do prefer any student who turn on microphone and speak in English. Yes, please, you guys. Come on. Be quick. Who have just said I can? Please give your names and answer the questions, please. I cannot hear anything. So if you have a microphone problem, so take your answer in the chatting box, okay? My name is Vũ Trọng Sương. Yes, Trương. Yes, Trương. Input device via any hardware device that send data to a computer allowing you to interact with and control it. I would say, what input device do you know, Jiang? I know a keyboard. Keyboard. So what is the keyboard used for? It's used for user communicate and control the computer system. Yes, for controlling and what? And communicating. Okay, thank you. Còn Văn Thắng. Okay, do you are not quick enough or you have microphone problem, Thắng?
I feel a bit sick. Oh really? Okay. So how are you now? Is it okay now? Yeah, I'm fine. Okay. Have you vaccinated? Yes. Oh, okay. So I have a I was vaccinated yesterday, Pfizer injection. So yesterday I was a bit tired, but now I'm okay. So I hope that you are okay too. Thank you. So now we move to the answer. An input device is a peripheral used to provide data and control signal to an information processing system. And there are some input devices as follow. Monitor, screen, barcode reader. Do you know barcode reader? Microphone, scanner, tracker board, camera, light, pen, and joystick. Em có thể chụp vào nhé. Không thể chụp vào. And translate the first one into Vietnamese. Dịch cho cô cái hiểu thế nào là thiết bị xuất, thiết bị nhập nào. Em gọi đây là thiết bị nhập nhé. Bên kia lúc nãy chúng ta gọi là thiết bị xuất. Thì chúng ta không dịch là thiết bị đầu ra hay thiết bị đầu vào, mà chúng ta dịch là thiết bị nhập, thiết bị xuất nhé. Đây là thiết bị nhập. Rồi nào Hoàng Anh. Hoàng Anh, translate into Vietnamese. Nguyễn Hoàng Anh. Dạ, dạ. Yes. Why, why? 30 seconds. Dịch cho cô. Cái số 5 kia kìa. Sang tiếng Việt cho cô xem nào, hiểu thế nào là thiết bị nhập nào. Hoàng Anh. Dạ vâng ạ. Thiết bị nhập là... Là gì? Thiết bị ngoại vi được sử dụng để cung cấp dữ liệu và điều khiển tín hiệu cho hệ thống xử lý thông tin ạ. Ok, good. Đấy, gì như thế. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. This is keyboard, this is the mouse, this is joystick, okay, scanner here, a web camera, a webcam. Microphone, joystick. Do you know joystick? Have you ever used joystick in your life? Bạn nào đã từng sử dụng joystick chưa nhỉ? So what is a joystick used for? So what is a joystick used for? For play gaming. Yes, for playing games. I guess it's for playing game. If you want to play computer game, you need joystick. Without joystick, you cannot play. Is it right? Cần điều khiển, người ta gọi là cần điều khiển. Cần điều khiển. Đây, yes. Yes, controlling game. For controlling games. Or for playing games. So, it is keyboard and mouse and web cameras, microphone and scanner. Tất cả những cái phần này là các em sẽ phải trả lời câu hỏi là what are they used for nhé. Đúng không? Được dùng để làm gì? Các em sẽ về tìm hiểu các chức năng của cái này. Hôm nãy các em nói cái này rồi này. Keyboard is used for... For what inputting data, okay? Inputting data to the computers. We say mouse. What is a mouse used for? Lúc nãy em nói là it's used for controlling computer movement on the screen. Scanner, have a scanner. Scanner là máy gì đây? Máy quét cái gì? Máy quét. Scanner. It is used for scanning. Scanning what? Scanning text. Documents, no, pictures, or image. Webcam, how about webcam? What is it used for? And what is microphone used for? Now who can answer questions? Webcam and microphone. Microphone is already, it is used for inputting sounds, okay, or voice. Thế còn webcam thì sao nhỉ cả lớp nhỉ? Chức năng của webcam là gì đây? Record video. Yes, the recording video, record, ghi. Yes, so here you can see monitor screen here. Trackerboard, this is a trackerboard. Đây chính là trackerboard, các em nhé. This is a barcode reader. Do you know barcode reader? What does it mean, barcode reader?
đầu đọc mã vạch các em nhé. Trackable là cái cũng gọi là con chuột thôi, nhưng mà cái con chuột này là chủ yếu là cho playing game nhỉ, đúng không? Các bạn nào mà cứ hay thích game ấy, thì những cái thiết bị như là trackable này với lại joystick là các em hay sử dụng, đúng không? Trackable nó hoạt động giống như một con computer mouse đấy, chỉ có điều là chúng ta sẽ điều khiển nó bằng điều khiển cái thiết bị này ở trong lòng bàn tay của các em ấy, đúng không? Nó sẽ di chuyển trong lòng bàn tay. This camera, you know, this microphone. Cái này cũng được gọi, cái này gọi là trackable, cái này cũng là một loại trackable các em nhé. Trackable. Nào, cái này là cái gì? What is it? Do you know what is it? Drawing. Drawing, but what is it? Is it a pen? Is it a pen? It is a light pen. Bút quang các em nhé. Right, light pen here. Light pen, bút quang. Bút quang, bạn nào chưa biết thì ghi nghĩa vào. Bút quang. The scanner. Scanner. Đây. Tất cả các từ này các em biết hết nghĩa rồi. Đầu đọc mã vạch này, đúng không? Mic này, máy quét này, màn hình này, đúng không? Trackable là cái bàn điều khiển này. Đó. Camera, light pen, bút quang, joystick là cần điều khiển. Touchscreen, màn hình cảm ứng này, đúng không? Touchscreen, barcode reader hoặc là QR code reader, stylus. Stylus cũng là một cái dạng bút quang các em nhé. Stylus này. Camera thì các em có thể là digital camera, đúng không? Máy ảnh số. So we move to the next one is a storage device. Storage devices. Em chuyển sang phần tiếp theo là storage devices cả lớp nhé. Là các em chụp cái câu hỏi và cho cô. What is a storage devices? What is a storage device? What is it used for? What storage devices do you know? Em chỉ cần trả lời cho cô hai câu hỏi trên cũng được. Hiểu thế nào là thiết bị lưu, dùng để làm gì và những thiết bị lưu nào mà các em biết. Chúng ta có thể trả lời luôn nhỉ, vì chúng ta không có thời gian nữa rồi, bây giờ 9 giờ 8 phút đó. Ai biết thì em có thể trả lời luôn nhé. What is a storage device? Hiểu thế nào là thiết bị lưu nhỉ? Nếu mà hiểu nôm na là thiết bị lưu là những thiết bị dùng để lưu dữ liệu. Thế thì chúng ta nói như nào nhỉ? Nào, cô mời một em nói một cái câu rất đơn giản thôi. Thiết bị lưu chính là cái thiết bị dùng để lưu dữ liệu. Yến ạ. Rồi, Yến. Storage device is a piece of hardware that is used for storing data. 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 Không sao mà cứ nói cứ data là cô cho một điểm, nó không phải một điểm mà cô cho điểm không, nó phải một điểm vẫn còn tốt, vẫn còn nói đúng được một tí, không điểm. Đọc là data nha Yến nhé, không bao giờ cô sẽ nghe em đọc là data một lần nữa thôi đấy. Ok, rồi cô hỏi em khác cho Phạm Ngọc Thanh xem nào. Phạm Ngọc Thanh. The storage device is used for storing, porting and extracting data file and object. Ok. Thank you. Thế có nhận được câu trả lời của em Hoàng Văn Thắng. Anh em nào mà cứ để cô giáo gọi là các em biết mình ở mức nào rồi đấy nhỉ? Các em nói sai hay nói đúng là các em cứ bật mic lên thì các em nói gì, đúng không? Đấy, nói sai hay nói đúng không quan trọng đâu. So what storage devices do you know? Nào, Bùi Duy Tuyến. Bùi Duy Tuyến, what storage devices do you know? Okay. No, you have a microphone problem, so check your answer in the chatting box, Tuyến. Tuyến, check your answer in the chatting box. I cannot hear you. You have microphone problem.
Cường Việt. Sao báo Cường Việt. Sorry, đâu Cường Việt. Trịnh Đình Vũ. Trịnh Đình Vũ. Yes, ma'am. Trịnh Đình Vũ. Yes, Vũ. What storage devices do you know, Vũ? Vũ. What are you doing, Vũ? I cannot hear you. So if you have a microphone problem, so take your answer in the chatting box, Vũ. Anh Tuấn. Vũ Anh Tuấn. Có ạ. Yes. What storage devices do you know? Em có thể biết, em có thể không. Nếu em không biết thì em trả lời theo cách em không biết. Miễn là trả lời cho cô câu hỏi bằng tiếng Anh được là được. HDD. Ok, USB and USB and what? HDD. Nói tiếng Anh thế nào nhỉ? Không, không, không lẽ là không biết đánh vần mình chữ cái đấy hả em ơi? Chết chết chết. Rồi Đỗ Minh. Đỗ Minh Thành. Yes. Storage device I know is floppy disk or magnetic disk. Yeah. Yes. Flash memory device like SSD and HDD. That's all. Okay, so why don't you turn on your microphone, Thành? You know, so why don't you turn on microphone and let me know your answer. If you turn on your microphone, you have one tick from me, Thành. I will try next time. Okay, try next time. Try next time, Thành. I think your pronunciation is okay. Your English is okay, so try to speak, okay? Don't fear or don't worry, okay? Don't be afraid. Yes. Yes, Việt Phúc, Việt Phúc. What is your answer? Yes. What storage device do you know, Việt Phúc? I know two types of storage device, such as headway and optical disk. Good. Thank you. Thank you. So now Cam, Cam có thể ví dụ như là đối với cái thiết bị lưu, các em có thể trả lời vắn tắt như thế này cũng được, nó cũng được điểm này. Đấy. It's one of the hardware devices used for storing information. Đấy, nói rất đơn giản, thế không cần phải tra ở đâu đâu, đúng không? Thiết bị lưu tức là những thiết bị dùng để lưu trữ thông tin đấy mà, đúng không? Thì các em có thể nói là nó là một trong những thiết bị phần cứng được dùng để lưu trữ thông tin. Đấy, đâu có phải tra ở đâu đâu, các em hiểu là các em có thể trình bày được mà, đúng không? Lưu là store. Some storage devices including floppy disk. Do you know floppy disk? Anybody know floppy disk? What does it mean in Vietnamese? Quang Dương, do you know? Đĩa mềm. Good, đĩa mềm. Thick hard disk. What does it mean in Vietnamese? Dương. Câu hỏi lại, câu hỏi được không ạ? Thick hard disk. What does it mean in Vietnamese? Fixed hard disk. Em không biết. Anybody knows fixed hard disk? Ổ đĩa cứng gắn kết. Đúng rồi, đây người ta gọi là ổ đĩa cứng cố định em nhé. Ổ đĩa cứng cố định. Thì ngược lại sẽ là gì đấy? Ổ đĩa cứng thì rời. Đúng không? Đấy. Hoặc là ổ đĩa cứng lưu động. Đây là cố định, đây là lưu động. CD-ROM thì ai chẳng biết đúng không? Tiếp theo magnetic optical disk. What does it mean? Magnetic optical disk. Anybody know? Nào Quang Đạt. Bạn. Ok, em biết. Yes. What does it mean? What does the magnetic optical disk mean in Vietnamese? Ổ đĩa quang từ. Đúng rồi. Ổ đĩa quang từ. Đúng rồi. Ổ đĩa quang từ. Và cuối cùng magnetic tape. Đạt, magnetic tape, what does it mean? Băng từ em nhé, băng từ. Băng từ, các em nào biết băng từ không nhỉ? Băng từ ấy, băng từ là những cái bây giờ thì hầu như các em chả nhìn thấy cái băng từ đấy. Nhưng mà ngày xưa thì ví dụ như học ngoại ngữ thì các em thấy là các thầy cô cứ phải dùng cái đài đấy.
Thế xong rồi nó có cái băng ở trước cửa, mỗi một cái đặt cassette ấy nó có cái cửa ấy. Thế xong rồi thì một khi chúng ta mở ra, chúng ta ấn vào cái một cái nút mở ấy. Thế xong rồi cái băng từ ấy nó mở ra, xong rồi cho cái đĩa vào, cho cái đĩa ấy vào. Không phải cho cái đĩa mà cho cái băng ấy vào. Đấy, nó hơi hình chữ nhật xoay đấy, xong đấy à? Đúng rồi đấy, nên trong xong rồi nó có cái cửa đấy, nó có hai cái lỗ để mà chúng ta nhét cái băng ấy vào. Thế xong rồi khi chúng ta bật đài lên thì cái băng nó sẽ chạy ở trong cái đĩa đấy, giống như kiểu bây giờ các em đi xem phim ấy, đúng không? Các em xem phim ấy, có phim màn ảnh rộng ấy, đấy phim màn ảnh rộng thì cô không biết bây giờ công nghệ hiện đại như thế nào, nhưng mà nếu như bình thường phim màn ảnh rộng thường thường con người ta, các em sẽ nhìn thấy là họ sẽ quay đấy, đúng không? Họ sẽ quay phim ấy. Đấy, và trong cái thiết bị người ta quay cái phim mà chiếu cho chúng ta xem ấy, là các cái băng từ magnetic tape nó sẽ quay trong đó. Đấy, người ta gọi là băng từ. Đấy. Nó giống cái giải lụa, nó rất mỏng, nó mỏng tang ấy. Đấy, xong rồi nhiều khi là băng không nghe được, chất lượng kém là bởi vì cái dây băng ở bên trong đấy, đấy nó bị hỏng. Ví dụ như thế là nhiều khi là không nghe được. Băng cái đấy cassette là băng... Ừ đúng rồi, băng cassette đấy, đúng rồi. Đấy. Chính xác đấy, băng cassette đấy, băng cassette đấy. Đấy là chính là tên gọi của cái đấy là magnetic tape em nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, là cô dạy các em nó sẽ rộng hơn nữa, là nếu lúc nãy là các em kể tên một loạt và loạt những cái thiết bị lưu, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần nữa, đó là cái phần đây, các em ghi cho cô đi. Số 11, Primary, Secondary, Tertiary, Center of Line, Storage. Đấy, thiết bị lưu nó sẽ chia ra thành từng hạng mục một, đúng không? Loại thứ nhất là Primary, và loại thứ hai là Secondary, loại thứ ba là Tertiary, loại cuối cùng là Of Line. Vậy chúng ta sẽ hiểu xem từng cái đấy là như nào nhé, cả lớp nhìn này. Đây là phân tầng của cái thiết bị lưu các em nhé, phân tầng của thiết bị lưu. Nào bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng mục, và cái này chắc là các em chỉ chủ yếu được chụp slide thôi, về nhà các em học nên mình không có thời gian. Primary storage tức là gồm có RAM, ROM hoặc là cache đấy, như là ví dụ như là RAM hay ROM hay là cache, tất cả cái này ấy, nó là cái thiết bị, tên gọi của thiết bị nó thuộc với tầng cấp của storage là primary storage đấy. Vậy hiểu thế nào là primary storage thì trong trường hợp này người ta có thể sử dụng các cái từ như là internal memory hay là prime memory thì đều như nhau các em nhé. Mình có thể chụp cái này. Nói tóm lại là đối với cấp cái bậc primary storage thì chúng ta sẽ thấy một số thứ như là một số cái thiết bị như là RAM, ROM hoặc cache. RAM là Random Access Memory, đúng không? ROM là Read Only Memory. Now, Random Access Memory, nghĩa của nó là gì nào? What does it mean in Vietnamese? Anybody knows? Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên. Đúng rồi, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên. Random Access Memory, tí nữa cô cung cấp tên đầy đủ. Còn ROM là Read Only Memory. Now, what does it mean in Vietnamese? Anybody know? Bộ nhớ chỉ đọc. Ok, good. Bộ nhớ chỉ đọc, hoặc bộ nhớ chỉ để đọc. Cache memory là gì? Cache là bộ nhớ gì đấy? Anybody know cache memory? Ok, good. Bộ nhớ đệm các em nhé, bộ nhớ đệm. Ok. This is RAM. Đây là một thanh RAM. Ok, thanh RAM. Thế thì các em sẽ chụp vào các câu hỏi vào. Không có thời gian thảo luận trên lớp. What is RAM? How many type of RAM do you know? What do they mean in the Vietnamese? Chỗ này không có thời gian để cho các em suy nghĩ, cho nên có thể là cô sẽ hỏi luôn nhá. Yeah. Nếu như mà lúc nãy cô đã nói các em là RAM hay ROM hay cache nó nằm trong tầng lớp primary storage, vậy bây giờ nếu mà cô hỏi là what is a RAM thì các em sẽ trả lời như nào? Rất đơn giản thôi nhỉ. Chúng ta trả lời như nào? Nếu mà các em nhìn vào cái phân tầng hierarchy of storage ấy, thì các em sẽ thấy RAM và ROM hay là cache nó nằm trong cái phần primary, đúng không? Storage thì các em sẽ trả lời là it is a primary storage, đúng không?
So now, do you know how many type of RAM do you know? Anybody know type of RAM? Các kiểu RAM ấy, các em có biết có những cái kiểu nào không nhỉ? Rồi, thôi các em chụp vào cho cô vậy. RAM is a form of computer storage. Ok, rồi, đúng rồi đấy. RAM tĩnh, RAM động. Đấy là các em đọc tắt thôi, đúng không? Đấy là các em nói tắt là RAM tĩnh, RAM động thôi, đúng không nhỉ? Đó. Bình thường nếu mà đầy đủ là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động. Rồi một em nào đó dịch cho cô cái phần này sang tiếng Việt xem hiểu thế nào là RAM đây. Nào, dịch cho cô xem nào. Không khó nhá, dễ mà. Lò Văn Huynh có đi học không nhỉ? Em có được không? Em dịch đi, không có nghe em nào. Vâng, RAM là một dạng bộ lưu... RAM là một dạng của bộ lưu trữ máy tính, nơi mà chương trình và những phép tính của hệ thống và dữ liệu được lưu trữ tạm thời và có thể được bộ truy cập, được bộ xử lý truy cập một cách nhanh chóng để có thể truy cập được dữ liệu. Yeah, data is clear if the computer is off. Dữ liệu sẽ bị bị xóa sạch nếu như mà máy tính bị tắt ạ. Okay. Thank you. Your name please. Tên em nào? Tên của bạn vừa rồi đấy, em cho cô biết tên của em đi. Nguyễn Việt Cường ạ. À, Nguyễn Việt Cường. Nguyễn Việt Cường. Ok. RAM là một dạng, đúng không? Ra là RAM là một dạng của bộ nhớ máy tính, đúng không? Tại đây thì các chương trình cũng như là các cái vấn đề hoạt động của hệ thống dữ liệu nữa là được sử dụng để lưu tạm thời, giúp cho bộ lưu vi xử lý có thể truy cập một cách nhanh chóng khi cần thiết. Đấy, dữ liệu sẽ bị mất đi nếu như máy tính của chúng ta bị tắt, hoặc nếu máy tính tắt đi thì dữ liệu này sẽ bị xóa. Nhiều đấy là RAM nhé. Rồi bây giờ chúng ta ghi cho cô một loạt 6 type of RAM. Đấy, nhiều loại RAM lắm. DRAM, SRAM, SDRAM, MRAM, RAM, FRAM. Các em chỉ cần chụp vào cho cô thôi. Mà tất cả cái này các em đều phải nhớ nhé, đều đây là toàn là câu hỏi trong thi hết đấy, chứ không phải tự dưng cô show cho các em đâu. Vừa là kiến thức mà vừa là chúng ta nhớ, vì cái này là toàn những cái phần chúng ta có thể nhớ luôn được, không cần phải học thuộc lòng, hiểu bài là sẽ nhớ được. Rồi bây giờ các em sẽ ghi nghĩa của từng cái đi. DRAM là viết tắt của Dynamic Random Access Memory, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động, hay người ta còn gọi là RAM động. Đây, trước mặt của các em đây là một kiểu DRAM. The second type of RAM is SRAM. It stands for Static Random Access Memory, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh, or RAM tĩnh. And this is SRAM. The next one is SDRAM, stands for Synchronous. Các em chú ý nghe có phát âm nhé. Synchronous Dynamic Random Access Memory. Synchronous Dynamic Random Access Memory, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động đồng bộ. Okay, this is an image of SDRAM. The next one is MRAM. It stands for Magnetoresistive Random Access Memory. Về nhà các em phải cứ phải tập đọc cho cô để cho nó trôi chảy nhé. Magneto là từ đấy. Resistive, trở đó. Từ bắt đầu nó xuất phát từ resistive, rồi xuất phát từ cái từ học điện tử viễn thông, có từ register đó là điện trở đấy, đúng không? Đấy. Magnetoresistive random access memory, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên từ điện trở, hay còn người ta còn gọi là RAM từ điện trở. This is MRAM. RAM stands for Resistive Random Access Memory, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên điện trở, hay còn gọi là RAM điện trở. FRAM stands for Ferroelectric Random Access Memory, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên điện sắt, hay còn gọi là RAM điện sắt.
ROM sẽ type vào ROMs. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần ROM và type vào ROM nhé. ROM, lúc nãy cô đã nói đấy, ROM đó là gì? Random read only memory, các em nói là bộ nhớ chỉ để đọc đúng không? Đấy, các em chụp câu hỏi vào cho cô. Hiểu thế nào là ROM, có bao nhiêu loại ROM? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào thứ nhất là ROM, thế nào hiểu thế nào là ROM? Chúng ta sẽ cùng dịch cho cô nhé. ROM is a type of non-volatile memory used in computers and other electronic devices. Data stored in ROM can only be modified slowly, with difficulties or not at all. So it is mainly used to store firmware. Firmware cũng là phần mềm nhé. Firmware nghĩa của nó là phần mềm ấy. Modify là chỉnh sửa, thay đổi. Để non-volatile, không khả biến. Không khả biến, nó là những cái từ mới thôi, các em phải học không? Bây giờ các em dịch, cô cần một em dịch cho cô cái này hiểu thế nào là ROM. Lúc nãy chúng ta hiểu RAM rồi đúng không? Bây giờ chúng ta hiểu thế nào là ROM nào. Lúc nãy chúng ta đã hiểu thế nào là RAM, có bao nhiêu loại RAM. Bây giờ chúng ta sẽ hiểu xem ROM là gì và nó có những loại nào. Nào, mời một em dịch cho cô. Một là xung phong, không phải để cô gọi đây. Cô cần một em xung phong. Cô muốn hỏi là em Lò Văn Huynh có đi học không nhỉ? Bạn Lò Văn Huynh trả lời cô xem bạn này có đi học không nhỉ? Không đúng không? Không. Rồi nào, bạn nào thử dịch cô xem nào, hiểu thế nào là ROM. Được rồi, những cánh tay đâu hết cả rồi. Quang Dương ạ. Rồi, Quang Dương dịch cho cô. Em cô là một loại nhớ không khả biến. Không khả biến, sử dụng trong máy tính và các thiết bị điện tử khác. Dữ liệu được lưu trong ROM chỉ có thể sửa đổi chậm, có rất là khó khăn hoặc là không thể sửa đổi hoàn toàn. Vì vậy nó chủ yếu được sử dụng để lưu trữ chương trình cơ sở. Chương trình cơ sở, chương trình cơ sở à? Ok, tạm ổn cũng được, nhìn chung là hiểu bài đấy, không phải hiểu bài mà hiểu văn bản, em dịch như thế là tốt rồi. Xem nào, có ai dịch một cái bản dịch khác thay bạn Dương cô xem nào. Ai dịch nhỉ? Rồi Trung Anh. ROM là một loại bộ nhớ không khả biến dùng trong máy tính và các thiết bị điện tử khác. Dữ liệu lưu trữ trong ROM chỉ có thể được thay đổi một cách chậm rãi và không dễ dàng, hoặc là không thể thay đổi một chút nào. Vì vậy mà nó được dùng chủ yếu để lưu phần mềm. Được lưu trong phần mềm thôi. Ok. Rồi, nhìn chung là các em hiểu đấy, nhưng mà tuy nhiên ở chỗ này các em vẫn bị bám chỉnh sửa một cách chậm chạp hoặc một cách không dễ dàng đúng không? Thì trong trường hợp này các em thoát ý đi, các em dịch là phía trên các em dịch tốt rồi nha, dữ liệu được lưu nhé, dữ liệu được lưu trong ROM chỉ có thể chỉnh sửa được rất ít hoặc rất khó hoặc không thể chỉnh sửa được. Đấy, dịch như thế các em nhé. Vì thế mà nó chủ yếu là được sử dụng để lưu phần mềm, firmware các em cứ để nguyên nó lưu phần mềm. Và cái này nó sẽ khác với RAM ở chỗ là gì, nếu máy tính tắt đi thì ROM này sẽ data nó sẽ không bị clear đúng không? Ngược lại là RAM, cái dữ liệu mà máy tính mất đi là dữ liệu cũng mất luôn. Và ROM này vì là cái dữ liệu đấy nó được lưu trong cái firmware thì cho nên là dữ liệu nó không thể mất đi được, kể cả máy tính có off đi chăng nữa thì nó cũng không bị mất đi đúng không? Cô sẽ có một cái câu hỏi dành cho cả lớp mình nữa, đấy là phân biệt firmware và software nhé. Cái này nó cũng đều là phần mềm nhé. Firmware và software, cả lớp nốt vào cho cô đi, hôm sau trả lời cho cô hiểu thế nào. Firmware với software thì khác nhau ở đâu mà nghĩa của nó thì đều là phần mềm cả. Rồi nào, bây giờ chúng ta chụp cho cô cái này. Chúng ta có rất một số những cái type of ROM như PROM, Programmable Read Only Memory, EPROM, Erasable, Programmable Read Only Memory,
cô xin lỗi lớp một chút xíu. Thank you.
Đấy, cô xin lỗi lớp một tí. Thế thì phần vừa rồi là chúng ta học xong toàn bộ các phần storage devices, là nó sẽ phân các cái tầng và các em sẽ thấy rằng là nó sẽ phân chia như thế các em nhé. Bây giờ đợi cô một tí xem nào. Thôi chắc là cũng muộn rồi, cho các em học các môn học khác. Bây giờ 9:37 rồi, hôm sau chúng ta học tiếp, vì vừa rồi chúng ta mới đang học với cái tầng primary thôi, đúng không? Thế cho nên là hôm sau cô sẽ dạy tiếp với em nhé. Rồi bây giờ các em ghi cho cô bài tập ở nhà với, hoặc là cô sẽ thôi các em off đi, xong rồi các em học tiết học khác đi. Cô sẽ giao bài tập ở trong phần Zalo của lớp nhé, các em đọc Zalo. Ok, cô cho lớp nghỉ thôi. Ok, muộn rồi. Ok, goodbye. Goodbye, teacher. Yes, goodbye. See you again. Bye-bye, teacher. Yes, see you.